Chào các bạn, hôm nay mình cũng không biết gì làm, tôi hướng dẫn cho các bạn về làm về cái bài tập lớn này nữa. Nó cũng khó với người không biết gì, thì cũng giải đáp một số vướng mắc cho các bạn chưa lắm rõ về một cái vấn đề nào đó. Thì ở đây mình sử dụng hệ điều hành Linux CentOS 6.4, VMware là bản 7.0. Thì lúc cài đặt ấy, các bạn cứ vào chế độ desktop, cài đặt chế độ desktop thì giao diện đến lúc thỉnh thoảng nó còn có gì, còn vào mấy file lốc cho nó dễ, giao diện dòng chữ thì nó cũng nhiều lúc cũng khó ấy. Ở đây mình chỉnh một chút về IP. Thì đầu tiên là mình hướng dẫn về cấu hình DNS, thì chỉnh coi như máy này DNS nhé. Thì cái kia thì coi như mình làm được rồi, nhưng mà chỉ làm được rồi thì mới hướng dẫn được. Đầu tiên là config xem địa chỉ mạng đây, setup tắt firewall đi. Rồi các bạn vào network connection configuration define configuration đây, các bạn bỏ chế độ DHCP static là 10.0.0.3 5 đi. Các bạn để mạng 10.0 này cho nó dễ nhớ, để một network 255 các bạn đấy nhé. Network rồi, ok. Rồi các bạn sẽ cài dịch vụ NIMD, pin 9, pin 9. Đầu tiên các bạn phải mount cái ổ đĩa lên, thì thường vào chỗ connected đấy. Ổ đĩa này này, các bạn nên để using file ISO này, xong chỗ này là connected nhé. Thì các bạn cài các gói là bin 9 này, bin ch root này, bin lib và bin until nhé. Mình dùng cái hệ điều hành này bởi vì là nó thứ nhất là nó đầy đủ các gói package cho mình đỡ phải download với kết nối với mạng ngoài gì cả. Đa một phiên bản dùng cho tất cả ba máy luôn. Media theo của cái ông thầy.
nhưng mà ông hướng dẫn cũng thiếu nhiều cái quá. Các bạn cài thêm gói CS root bởi vì là nó quản lý cái thư mục đấy nó riêng ra, chứ để vào cái thư mục etc là nó hơi lẫn lộn với nhiều cái khác. Copy tất cả các file name k name empty name local hot loopback này vào trong thư mục chroot et var, xong rồi lên đây để nhá. Mình không nhớ thằng lệnh lắm. Lần đầu quay video tiếp tục. Copy tiếp cái file name config này ở bên etc đấy, nó có file name config này. Xong rồi NTC này. Đấy. Rồi các bạn chỉnh sửa cái file này. Đây. Thêm zone cho file này. Có thể gọi là thêm AC file như này. Các bạn chép nguyên cái này vào. Đấy. Đây, chỉnh sửa đây. Chỉnh sửa đây nha. Kết nối cái mạng này cho nó. Default gateway cho về cái số 5. Cho về cái số 5 đi.
Các bạn sẽ dùng soạn thảo bên ngoài nhé. Dùng trình SSH SQL. SSH SQL file transfer nhé. Cứ lên mạng search là đủ hết. Connect vào cái hotname của mình là 17.0.0.5. Cái này học được có nhiều trên nhất luôn. Làm lại cho đầy đủ. Nên đi đâu nhỉ? Đây. Các bạn copy rồi nhé. CS root này. SC này. Đây, mình sẽ dùng cái file của mình soạn thảo sẵn rồi. Nó như vực lẫy ấy, vào chỉnh một số cái thôi cho nó được về các bạn ấy đâu. Đây đây. Để nhóm mình nhé. Mình sẽ để là demo.com mà chứ. Demo.com. Đây, demo.db. Logo thêm hai cái này vào. Còn đâu cái này này, cứ để nguyên đấy. Có cái dòng dưới này có cái file sẵn ở copy ở etc thì xóa nó đi, bởi vì trên này mình lấy rồi, bởi vì trong cái file đấy nó có cái zone 0.0.0 dài ngoẵng ra nó khó chịu. Nên chấm k đây mình có đủ hết rồi, loopback này. Ok, Ctrl S. Bây giờ thiếu hai ở đây nữa đúng không? Nên D này còn thiếu hai kia nữa, mình cũng vẫn dùng cái trình đấy, mình copy nó lại. Copy hai cái file này vào. Tạo mình bây giờ mình sẽ cho bạn xem. Quên mất. Cái tên 0.0.10 này là mạng của mình là mạng 10.0.0 gạch 8 thì là viết ngược lại thành 0.0.10 nhé các bạn. Mạng của bạn là 192.168.1.1 chẳng hạn, thì viết lại thành là 1.168.192 thế thôi.
Cái này có thể để nguyên. Đây, cái file này nó như thế này. Sao chấm đi để đi chấm Adam DNS. Đầu tiên bạn ghi xoa này. DNS để nhóm được mình để mua. Demo.com cái để nguyên thì bạn ghi đi đường nét lúc nào mình cũng demo.com cái anh cần này đại biểu cho bạn là cái địa chỉ web là demo.com đấy. MX có nghĩa là cái địa chỉ mail của cái web server này. Cứ để nguyên là mail server, để nguyên mail server để như này nữa là mail server chấm demo.com. Trên này cứ để DNS thẻ này có nghĩa là cái demo.com nghĩa là 10.0.0.5 nha. Đấy, là mấy chấm 5 mà đấy. Chấm 3.2 DNS chấm 5 đây để biết máy này firewall máy chấm 1 đây. Đây là mình làm chưa kể là được căn trình đen rồi tôi được bạn như này thì tôi sửa tiếp đây là để mũ chấm con để mũ chấm con đây là làm theo đúng nhìn thôi chứ không đúng ý các bạn. Đây thì là cái 10.0.0 và về 10.0.0.0.0.10 này các bạn vào một đây có nghĩa là 10.0.0.1 nó tra ra cái này đúng không? 10.0.0.2 nó tra ra cái này. Đấy. Thì 10.0.1 mình cho firewall 2 cái DNS mình phải lấy 5 đúng không? Đấy. Không có gì căn trình F rồi giờ khởi phục trời ơi phục lên đây luôn service quyền cho quản quyền thực thi cho cái file config này. Được rồi. Đấy. Thử nha. NS à. Demo.com. Ok. Thử mail nhé. Này, mail. Mail server. Đây là bản ghi CD. Okay.
xong phần tin đấy nhé. Giờ tiếp tục giới thiệu các bạn về phần gì nhỉ? HTTPD đúng không? Máy ảo đúng không? À, máy chủ dịch vụ web. 20 phút rồi. Đây, được rồi. Tiếp tục HTTPD. Làm luôn trên máy này nhé. Vẫn lấy quên luôn tay snapshot. Không sao. Nó tự cài rồi. À, tiếp tục vào, ta sẽ tạo chỉnh sửa file trước nhé. Vi etc httpd config tiên các bạn tìm document root server root document root ngay đây thôi. Đây server name. Server name cộng 80. Thư mục này và cái thư mục demo tạo trong này nhé, tẹo đó mình sẽ tạo demo, tạo demo đi cho nó dễ đọc. Directory đây còn demo để cái này thì nhà nó không hay bị lỗi với Sendinite, vì cái quản lý nó rất khó. Đây đây tôi in đây đây đi nào thư mục
hơi tự sướng thì rồi. Khởi động dịch vụ lên Service HTTP Start. Được chưa? Trực tiếp trên máy này luôn nhé. Đây, demo chúng con. Demo chúng con. Đỗ Văn Đức, được chưa? Ok. Vào thử luôn trên máy này luôn này. Giờ tiếp tục triển khai các dịch vụ trên các dịch vụ nên về về nha. Dịch vụ nên về thì là nên về service sửa file này thì là cái SSL HTTPS đấy, thì là sử dụng cái đấy thì không được sử dụng dịch vụ NMP hay IPv. IPv đọc P hoặc là sử dụng Visual hoặc là sử dụng HTTPS. Các bạn em nhớ thì không ai bị lỗi. Trình này nó cho nó thông dụng hơn thì nó sẽ copy sao chép đấy. Đây, kéo xuống cuối cùng nhé. Xong máy mình là máy .0.0.5 server admin. Cả hai cái này chỉnh thế nào chỉnh được. Đây, đào comment rule một cái nằm va này về cái HTML để mua cái thứ mục ban đầu đây. Tiên nhé, máy ảo một chưa nên để là demo cho con sửa máy ảo một server name này. Server name là máy ảo một, máy ảo một chấm com. Demo
demo.com. Restart. Quên quên thêm zoom cho máy ảo một trên zoom file này. Trên zoom file là phải thêm vào nên phải.
Nó là chấm 5. Chấm 5 nhé. Lâu mấy ngày để hành viên này. Thì là sẽ cứ này là chấm 5 đấy. Đấy ạ. Dịch vụ SL. Đầu tiên các bạn phải cài mốt SL. Đây sẽ là sau đó tạo các source file này. Xem nào, hơi quên này. Hơi dài tí. Và mình open. Ở đây các bạn tạo thư mục để chứa các file của KDE.
Mình chữ thiếu chỗ này chữ nốt nữa. Đây là RQ nhé. RQ. Đây. Nốt. Enter. Đây mình nhập VI hostname demo.com email address and webmaster không được dùng chung với name bay với cả IP bay, khẳng định như vậy. Đọc tài liệu trên mạng là như thế.
chưa từng tồn tại. Comment đó bạn. Internet. Config cái file SL chỉnh đến đường dẫn cái file Apache IK etc http CRT. Ok, đã hoạt động. Thêm một đạn xác nhận. Đấy, ok. HTTPS. Rồi. Giờ đi cài mail. Office. Khi thì cái này nó cài sẵn rồi, giờ mình chỉ việc my hostly cái này của mình sẽ là đêm con demo my domain my hostly của mình sẽ là mail chấm demo chấm con my domain demo chấm con mình sẽ bằng my domain my domain thì bằng cái interface cho nó là bằng only tiếp tục destination bỏ này đi chọn
bên dưới. Network của mình sẽ là 10 chấm Chỉnh trong link D ạ. Cái phần này chắc cũng dễ. Còn cài SQL mail thì là bởi vì the Spotfit không chấp nhận là gói IMAP, nhưng mà cái SQL là dùng IMAP cho nên là phải dùng cả Dovecode này, cài cả Dovecode nữa. Các bạn chỉnh ở trong Dovecode cái thêm cái dòng này vào này, thế nào này, mail location này. Đấy. Mail location này. Chưa bật hơi khó đấy. Đồ quay đi chuột.
SQL. Phần system login. Rồi, sẽ vào đây. Etc. Restore config này. Đây. Đọc thông số. Thông số của nó nhé. Mail đi và lúc này mail này là mail lúc này. Đấy, mail là mail lúc này. Cái này là về cái gì nhỉ? Mail đi, quan tâm cái này mail lúc này. Thêm về phần vậy thôi. Mail lúc mà nó nào nhỉ, và sẽ quản lý mail lúc trong ngày, nó sẽ cho phép các bạn đọc về thứ nhất này, ngày giờ này, tên máy này, trình này, cách thức thực hiện đây, connection này, setup từ này, connect form mail này, disconnect là 10005 này, vừa nãy là máy một bật đúng không, máy 10005 bên 5 bên này có connect, sau đó rồi đi connect, nó ghi lại hết ở trong này đó. Lốc cho hết rồi, ở phần này cũng không rõ lắm, để bài hơi ở chuối thì rồi phần nó tự ghi đây. Đây là web thì xem nào bạn ghét thế. Ok, happy table, happy table, phần này thì table ấy. Bạn cứ từ từ bạn ấy làm cũng tốt, làm được mình học hỏi bạn ấy luôn. Mèo lốc thì cũng tương tự bạn, chẳng khác gì nhau đâu, cho nên mình xin dừng lại thôi. Xong.